Mình thay nước nè, cái con nó chết rất là nhiều, tại vì nó bị hút theo quá, hút ra cái đường ống á. Cái con rất nhiều nha, nhưng mà bị hút chết gần hết rồi. Do đó mình hạn chế thay nước, nhưng mà cỡ nó đẻ nhanh, đẻ nhanh lắm. Cái con là cái đỏ cái muống thôi, cái 7 màu con nữa. Nói chung chết cũng cỡ mấy chục con, nhiều lắm. Mấy bạn coi thấy tiếc chứ mình thấy bình thường thôi. Con cá bầu là bị con áo trùng 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 nó xử luôn nha. Cá bầu rất to nè. Con này nữa nè. Con này đáng lẽ mai mai mốt gì là nó đẻ ra cả chục con, 100 con con bầu này. Nhưng mà giờ nó chết rồi. Tôi kệ nó nhé. Đợi đây.